Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay để khôi phục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được vốn hoặc chính sách ưu đãi do các nút thắt pháp lý trong các gói tín dụng. Năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 31 với gói tín dụng hỗ trợ 2% lãi suất vay giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất, kinh doanh sau những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Thế nhưng trong thực tế, gói hỗ trợ vẫn chưa giải ngân được bao nhiêu do các tổ chức tín dụng rất khắt khe trong khâu xét duyệt, thẩm định hồ sơ và những quy định được xem là rào cản, gồm không có nợ xấu, có khả năng trả nợ, khả năng phục hồi, tài sản bảo đảm. Những quy định này, mỗi ngân hàng thương mại lại áp dụng mỗi cách, dẫn đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh càng khó tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất vay, nên tự thân vận động vẫn là chính. Các doanh nghiệp phải mạnh dạn đầu tư, phải tìm các cái giải pháp tự thân mình là chính. Nhưng mà bên cạnh đó là rất cần sự nâng đỡ từ chính sách. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết tháng 2 năm 2023, các ngân hàng thương mại đã đăng ký 300.000 tỷ đồng cho chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, với lãi suất từ 7% đến 11% một năm, căn bình kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn vốn từ việc hỗ trợ giải quyết các đầu mối thông tin pháp lý của các gói tín dụng hỗ trợ lãi suất. Doanh số nợ khoảng là 469 nghìn tỷ, thì trong đó là có giảm lãi suất cho doanh nghiệp là 165 nghìn tỷ và tăng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp là khoảng 100 nghìn tỷ. Thực hiện cái gói hỗ trợ 200 lãi suất khoảng hơn 9.000 tỷ thì đó là tất cả những cái hành động cụ thể của các cái tổ chức tín dụng góp phần giảm cái chi phí cho doanh nghiệp. Phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó vốn là yếu tố quan trọng nhất. Các doanh nghiệp mong muốn Ngân hàng Nhà nước cụ thể và mở rộng hơn nữa chính sách tín dụng để khơi thông nguồn vốn. Hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 hay cái gói 120.000 tỷ vừa qua mà thống đốc ngân hàng nêu, vậy thì những cái việc đó ở trên Thành phố Hồ Chí Minh này được thực hiện như thế nào, muốn tiếp cận thì làm tiếp cận bằng cách nào? Đây, chúng ta cập nhật thông tin thường xuyên. Tín dụng của trung ương trên địa bàn thành phố phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và minh bạch. Theo các chuyên gia kinh tế, để doanh nghiệp tiếp cận vốn và những chính sách ưu đãi thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước cần lập cổng thông tin, đường dây nóng hỗ trợ pháp lý tín dụng xuyên suốt.